Con thầy chùa này không biết đi đâu nãy giờ, vòng nãy giờ luôn rồi. Biết làm phù phép gì không đây? Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Hai chục vòng, tám vòng gì nữa. Có gì không đây? Hello, xin kính chào ông bà cô chú anh chị các bạn. Ngày hôm nay thì xuống với mộ cô Vũ Năm Vũ Linh đó mọi người. Thắp hương cầu nguyện, thắp hương cầu nguyện điều tốt lành đến với gia đình. Thì ở trong thì cũng có thấy một số cô dì đang đứng ở trong đó. Em thì cũng mới vừa thắp hương xong. Thì các tiên thì ở nhà còn ngủ mọi người ơi, tại vì hôm nay thứ bảy cuối tuần mà mẹ các tiên thì chiều nay đi làm. Đó. Thấy không? Thế là hai con kỳ lân nè mọi người thấy. Bóng lượng. Hai cô thì nghe nói ở Bình Phước. Ở Bình Phước xuống mọi người. Sau khi mà thắp hương mộ năm xong thì chắc lẽ thì cũng về mà để có các tiên dậy chưa. Ở chiều nay thì tính chở các tiên đi khu vui chơi mới á mọi người đó. Mấy nay xuống mộ của năm thì thắp hương cầu nguyện để mà cho con năm phù hộ các tiên thi tốt, luôn luôn nhiều sức khỏe, học tốt. Cho nên thì cũng tranh thủ để mà có thời gian là lên liền. Thấy xung quanh trong mộ cậu bây giờ thấy hoa mọc thấy tùm luôn rồi, nhìn đẹp. Ở đây chơi khoảng chừng 15-20 phút nữa coi có khách không sẽ quay cho người xem. Không có nữa chắc có lẽ thì đi về xem mà các tiên dậy chưa, cũng như là các tiên ăn món gì ở nhà đây, sự yêu cầu của các tiên đó. Hôm nay thì hành trình của hai cha con thì chắc chắn là buổi chiều là sẽ đi chơi rồi đó. Không biết là đi đâu, nhưng mà trước mắt là thấy khu vui chơi. Quanh kia thấy khán giả quá chừng luôn rồi, thấy không, đông khán giả luôn. Không biết khán giả đâu, quá chừng luôn, quá đông khán giả quyến mộ người xíu Du Linh luôn rồi. Đó, mọi người thấy không? Quá đông luôn. Chút xíu nữa các khách em sẽ cập nhật tiếp cho mọi người xem ha. Ở bên kia có ông thầy nữa kìa. Ủa? Có thầy nữa. Ủa? Sao lại có ông thầy ở đây ta?
Có ông thầy chùa này không biết đi đâu nãy giờ, vòng vòng nãy giờ luôn rồi. Biết làm phù phép gì không đây? Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Hai chục vòng luôn, tám vòng gì nữa. Ừ. Có gì không đây? Chỉ gì à? Căn gì ta? Tiến vào dán bùa. Dạ cô. Dạ. Bye cô. Thầy này sao kỳ vậy ta? Đi vòng mộ nãy giờ luôn. Cần gì ta? Chút xíu nữa thì cập nhật tiếp cho người xem ha. Đây thấy đoàn khách tham quan xe của Hòa Viên là người thấy có mấy chú mấy ông. Đó. Chào ông. Như thắp hương đâu gần mộ gỗ năm rồi. Nhà đây à? Kìa bên bển kìa. À, gần tới Thanh Minh mà xe đưa đón miễn phí mà. Không có bằng bình thường cũng xe đưa đón miễn phí nữa. Vậy không? Đó, và mộ bên kế bên mộ con năm luôn rồi. Đó, gần mộ con năm luôn. Thì ở đây có xe đưa đón miễn phí ha, khi viếng mộ người thân trong Hòa Viên. Rồi giờ chú Thanh Điền gỡ gậy rồi nha mọi người, gỡ gậy cho Bùi Hải rồi mọi người ơi. Lát làm video cảm ơn chú đi. À. Bắt đầu qua bên đây coi là chính xác nhất nè. Mà hãm là 1.3
bây giờ là không có luôn nè. Rồi chỉ nhắc nhở là không sao, xong rồi. Rồi cảm ơn thắm hai mặt Bùi Hải, cũng cảm ơn chú Hinh Liền nha. Cô Hinh Kim Huệ. Cô Hinh Huệ mất rồi mày kêu. Có hôm qua qua đốt nhang cô Hinh Kim Huệ giải cô. Giải cô Hinh Kim Huệ kêu chú Hinh Liền gỡ gậy mà. Vậy luôn hả? Trời ơi cô Linh dữ vậy. Cảm ơn cô Hinh Kim Huệ với chú Hinh Liền chứ. Gỡ gậy ra nha mọi người. Đánh người gì đây chứ không đánh người chơi lại không luôn. Ê, chúc mừng ơi, đánh người chơi lại, đánh người chơi lại. Chị sao chúc mừng hồi nãy rồi tôi hay thông tin nó báo tao trước liền rồi. Nói chung là cái tin mừng luôn á. Anh clip anh chúc mừng lắm anh để bây giờ nè, Tết năm nay em giờ sẵn đây em có chúc cho chú chiều nay mình qua lao ngộ khô đi sẵn mình chúc chú luôn. Giờ mình chúc chú giờ luôn đi, chúc chú năm mới về sức khỏe gì đó. Ok. Cảm ơn chú công việc. Cô làm clip cho tao cũng vui nữa. Không nhắc nữa. Cũng nhờ anh Niêu nha. Anh Niêu liên hệ với cô đó là cháu của chú anh Điền. Nên anh Niêu cho em số điện thoại em gọi cho cô nói là để cô nhắn lại chú. Rồi em cũng cảm ơn Niêu nha anh Niêu. Bây giờ nói là cái gì mình cũng thấy qua mắt đầy sức. Nói tiếng là chú ấy là người lớn mà. Mát làm mất dạ là nó ấy hả? Người lớn ai cũng vậy hết. Có lần sau mình không có. Ừ, là con lỡ dạy là sao con dám nữa đâu chú. Sao lỡ cô chú có lên mình cứ anh em cứ quay thì anh em quay bình thường quay đúng rồi. Quay bình thường. À, sợ lời dịch chân anh. Hôm nay chú lên mình xin lỗi chú mà mình quay qua chụp cái mộ của cô Khanh Kim Huệ mình xin lỗi chứ. Chứ mình làm thumbnail đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng ừ. Thôi vừa nói mình nói vụ cây bông cây mai đi ha. Cô chú ơi sáng em thấy cái đây mới chỉ nè. Anh nói là linh lắm đó, đây mấy ông linh lắm đó. Tạ ơn cho cô cho chú gỡ gậy bản quyền. Anh trên video là anh nói là biết bao nhiêu đó, xin nhiều lắm đó trên video. cô ấy hay xem video của anh lắm á. Trước là chú mai buổi nãy mua dĩa trái cây vào sáng sớm để hạ lễ cho chung thì chú Hinh Liền được ha. Nói chung là được một cái bài học để là mà kinh nghiệm. Kinh nghiệm bây giờ em nó cũng mới làm YouTube nó có gì thì nó bật chật thì nó nói có ê, những cái Tết sớm mà mộ cô Hinh Kim Huệ hay thì mong là cô chú cũng có hoa mai nở rồi để nó thấy con đệ thì lát con tóc mình lượn cái cây mai nữa. Cây mai gì nữa, cây mai bữa nay là nó qua mai nở rồi nè. Mình lượn cái đây không đi. Mai nở nhiều lắm, mai nở nhiều lắm. Bây giờ vậy là tốt rồi, đẹp rồi ha. Nè bên cô Huệ cũng nở bông rồi nè, nở hai bông rồi nè. Nè nở hai bông nè. Không, nó nói với mai mùa này nhỏ nhiều lắm. Năm nay mở sớm. Rồi vui rồi. Vậy là vui rồi, chúc mừng Bùi Hải đi. Quá trời xe xịn như vậy. Ôi ghen gòi bơ luôn. Hiện tại thì em thấy ở phía trong mộ nghệ sĩ Tô Vũ Linh thì có nhân viên của Hoa Viên xuống như giao nước á mọi người. Như là nhân viên ở bên Hoa Viên xuống như là tài trợ nước. Chú thắp hương ở đây. Và tài trợ nước kìa mọi người ơi.
Từ tay trả hả? Nước của chị Ngọc hả? À, này nước của chị Ngọc hả? Chị Hồng Ngọc. Của chị Hồng Ngọc hả? Ủa hôm nay là bữa trước là chị cho một tháp nước, hôm nay cho nước. Cái loại này loại bự này chứ không phải loại nhỏ chứ không phải đâu. Đúng rồi, loại lớn, loại lớn. Phải loại này anh Ngọc. Loại lớn là dài hơn, bự hơn. Phải đúng không? Cho nó cao. Hai nát tháp nước. Fan gỗ của em á. Chắc là chưa anh xin này cũng như chắc khui luôn á. Chính không nhiều đâu, cần phải ai làm không được. Không ấy là hai không. Ông sắp gì đợi cái tháp á. Tháp gì đó? Đợi tháp. Chứ không phải là tháp gì cho nó bằng đi rồi muốn làm gì cũng làm. Đó. Đợi tháp. Cái này nói cái 4 tầng mà 9 tầng chắc nó lên tới này. Đó, rồi đó ông muốn làm gì cũng làm. Có mấy tầng lận. Cái này ra nhà một tháp. Tháp này ra hết hả? Quan trọng giờ lấy cái gì để vô nè. Cái gì mình để vô là. Nhưng mà cái đầu tiên cũng phải có cái gì đẩy vô, không biết không? Anh muốn làm cái tháp trước. Bây giờ đông quá đó. Bây giờ mình lấy cái thôi lấy mình khui hùng nó ra mình bỏ vô hùng nó lại. Cao quá anh. Cái tháp mới hay vậy? Thì cái đó để nó đi, mình sắp cái tháp mới là được rồi. Tháp mới phải có cái khuôn này lâu đó. Không biết không có được ý kiến cọi nha. Mày có khuôn quá lấy được. Sao là nó có cái tháp mới? Mới là đây tháp mới này nè. Đổi cái cao cho nó cao lên nữa. Cao cái chai á hả? Đổi chai á. Sau khi xuống mộ cậu Năm Vũ Linh xong mà về ghé tiệm thuốc Tây mua thuốc cho cá tiên mọi người ơi. Cá tiên bị ho sổ mũi rồi. Mua thuốc xong mà về nhà xem cá tiên đang làm gì ha mọi người ha. Ba cá tiên cũng mới về tới nhà luôn mọi người ơi. Mới tới nhà thì thấy ở nhà cá tiên, mẹ cá tiên mới mới dán cái gì vô đây. Cái này cái gì nữa cá tiên? Cái này là cái thuốc đưa chiều cao. Thuốc đưa chiều cao. Cá tiên chào mọi người đi. Chào mọi người. Nãy cá tiên ngủ dậy mấy giờ? 8 giờ. 8 giờ thiệt không? Chứ ba coi camera là thấy là hơn 8 giờ đó. Ba đi đã không 8 giờ rồi. Hả? Hôm nay các tiên? 8 rưỡi hả? Đây là các tiên có cái thước đo chiều cao với lại cái này là để cho các tiên nhảy lên để các tiên tập chiều cao mọi người. Thì hồi nãy giờ thì cũng xuống với mộ cậu, cũng quay vòng vòng ở mộ cậu cũng như là thắp hương cầu nguyện cho các tiên thi tốt mọi người ơi. Với lại mấy chị em các tiên luôn sức khỏe bình an. Vì mộ cậu rất là linh thiêng ha. Cũng như là công việc của ba các tiên với mẹ các tiên luôn suôn sẻ. Rồi đặc biệt hôm nay nó thấy khán giả đến cũng rất là đông. Rồi hôm nay thì thấy chị Hồng Ngọc có đem mười mấy thùng nước suối để mà cúng cậu. Đó. Rồi vừa rồi đi về thì cũng ghé mua tiệm thuốc mua cho các tiên. Các tiên bị cảm sốt đó mọi người. Ho nữa nè, sổ mũi nữa. Để tiên uống. Ha, cái này con review cái này cho mọi người thấy đi. Cái này là cái thước đo chiều cao. À, vậy con cao được nhiêu rồi? Con cao được tới mét 15. Mét 15 rồi hả? 11.65 mét. Vậy đó hả? À, đây. Còn cái đó là cái gì? Còn cái này là cái gì? Cái này là cái để giúp con cao lớn hơn. À, vậy đó hả? À, chắc có lẽ thì qua các tiên cũng xin kết thúc cái video mọi người ơi. Hẹn gặp lại mọi người vào video kế tiếp nha. Bây giờ các tiên bye bye mọi người đi con. Bye bye mọi người. Chúc mọi người sao cuối tuần sao? Cuối tuần vui vẻ. Cuối tuần vui vẻ ha. À cũng xin thông báo mọi người biết luôn là khoảng gần Tết thì các tiên sẽ có một cái video cũng như là tri ân khán giả, cảm ơn khán giả trong một năm qua đã ủng hộ kênh các tiên. Thì kênh của các tiên là các tiên thử thách nha mọi người. Còn kênh này các tiên thử thách là kênh này nha. Ba cách tiên thì chỉ là comment thôi, không có kênh nào hết đó mọi người. Nha.
Hôm nào thì Cát Tiên làm video gửi đến cái kênh chính của Cát Tiên thì mọi người xem ủng hộ cho Cát Tiên Thách nha. Và bây giờ thì xin bye bye mọi người.